Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia Thái Lan mới đây, thì Thủ tướng nước này cho biết đang tìm cách đẩy mạnh việc nhập khẩu lao động từ Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu lao động đang thiếu hụt. Theo Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, nước này sẽ thiếu khoảng từ 60.000 đến 70.000 lao động phổ thông vào đầu năm 2016, khi Thái Lan tham gia vào Cộng đồng Kinh tế Chung ASEAN, tức là AEC. Nhằm tìm kiếm nguồn lao động bổ sung cho số thiếu hụt, chính phủ nước này đang chú trọng đến việc mở cửa tìm kiếm nguồn lao động nhập khẩu từ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Hiện Thái Lan đã lên kế hoạch thúc đẩy việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác về lao động với 4 nước trên. Nếu bàn bạc thành công, Thái Lan sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ với từng nước nhằm tìm kiếm biện pháp hợp tác hiệu quả nhất. Đầu năm nay, chính phủ Thái Lan cũng đã tuyên bố sẽ hợp thức hóa số lao động Việt Nam đang làm việc tại đây, do đa số lao động phổ thông Việt Nam nhập cảnh Thái Lan qua hình thức du lịch và sau 30 ngày lại xuất nhập cảnh để tiếp tục được lưu trú tại Thái Lan mà không thông qua hợp tác lao động chính thức. Cũng liên quan đến thị trường lao động thì theo báo cáo của Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp và Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh FAOMI, thị trường lao động tại thành phố sau Tết đã ổn định, tỷ lệ lao động quay trở lại doanh nghiệp làm việc đạt 90-95%. Để phòng tình trạng thiếu lao động sau Tết Nguyên đán như những năm trước đây, năm nay thành phố đã chủ động tạo mọi điều kiện để các lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Các doanh nghiệp đều tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ Tết dài ngày, đặc biệt một số doanh nghiệp đã hỗ trợ phương tiện xe cho người lao động về quê ăn Tết và đón người lao động quay trở lại làm việc. Bên cạnh đó, tất cả các doanh nghiệp đều có chế độ thưởng lì xì sau Tết cho những người lao động quay trở lại làm việc đúng ngày khai trương đầu năm. Theo đánh giá sơ bộ, tỷ lệ lao động trở lại doanh nghiệp làm việc bình quân từ 90-95%. Mức độ dịch chuyển lao động diễn ra bình quân dưới 4%, dự kiến đến ngày 3 tháng 3 tức ngày 13 tháng Giêng, 100% doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ ổn định lực lượng lao động để tăng tốc cho mục tiêu sản xuất năm nay.